Phiếu nhờ kỳ vọng vào iPhone 5G, mức tăng mạnh mẽ trong năm 2019 đã đưa giá trị vốn hóa của Apple lên gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Bloomberg lưu ý rằng đây là mức tăng trưởng mạnh nhất của AAPL kể từ năm 2009. Cổ phiếu của Apple đã tăng gần 2% lúc đóng cửa đạt 289,91 đô la Mỹ một cổ phiếu, cao nhất trong một thập kỷ. Theo Bloomberg, cổ phiếu Apple đã tăng hơn 80%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ tăng thêm khoảng 530 tỷ đô la Mỹ, gần 10 năm trước Apple đã kết thúc năm 2009 với mức tăng hàng năm gần 150%. Cổ phiếu của Microsoft tăng hơn 55% từ đầu năm, trong khi cổ phiếu hãng thương mại điện tử Amazon tăng khoảng 23%, chưa bằng 1 phần 3 mức tăng của Apple. Theo các nhà phân tích, cổ phiếu Apple hồi phục và tăng giá là nhờ tâm lý của nhà đầu tư được cải thiện, khi chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở mảng dịch vụ khi thị trường smartphone đã có dấu hiệu bão hòa. Ngoài ra, iPhone 5G của Apple ra mắt năm sau cũng là một yếu tố được các nhà đầu tư phố huôn kỳ vọng tạo ra doanh số iPhone kỷ lục. Các nhà phân tích dự đoán, doanh số iPhone của Apple sẽ ổn định trong quý cuối năm, nhưng giá bán trung bình cao hơn nên doanh thu sẽ tăng khoảng 4,5% và lợi nhuận tăng trên 8%.